Minh được tử vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 9 tháng 7 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm Tân Sửu Ngày này là ngày mộ ngọ, tháng giáp ngọ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim Quỷ giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo quang, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thìn Lao, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh thiên thượng hỏa ngày mậu ngọ tức chi sinh can nghĩa là hỏa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm thiên thượng hỏa kỵ tuổi nhâm tý giáp tý ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày ngọ lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục, xung với tí, hình ngọ, hình dậu, hại xỉu, phá mão và tuyệt hợi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi bính tý giáp tý tuổi xung trong tháng, tuổi mậu tý nhâm tý canh dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quan tốt mọi việc sao nguyệt ân tốt mọi việc sao mạng đức tinh tốt mọi việc sao quan nhật tốt mọi việc sao ngũ hợp tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao thổ phủ sao thiên ôn sao nguyệt yếm đại họa sao nguyệt hình sao nguyệt kín chuyển sát sao ly sàng vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông nam tài thần hướng chính bắc. Và theo khẩu Minh, hôm nay là ngày Thiên Dương, ngày tốt, xuất hành cầu tài đều được, hỏi vợ được vợ, mọi việc đều được như ý. Tiếp theo mà các bạn đón xem, từ vị trí tít 12 con giáp, thứ 6, ngày mùng 9 tháng 7 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem từ vi tuổi Tý thứ sáu ngày mùng 9 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bà tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu và đây là nguyên nhân khiến cho vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay khó bề được yên ổn. Dù bạn đã bỏ nhiều công sức cố gắng để phấn đấu bao nhiêu nhưng tới phút cuối cùng lại bị phá đám, nguy cơ trở thành công cốc là rất cao. Tuy vậy, với bà tuổi Tý, bạn không nên quá lo lắng khi trong ngày bạn vẫn đang có được chính ấn hỗ trợ, dẫn đường chỉ lối, rồi bạn sẽ tìm thấy cho mình lối đi đúng đắn, phát triển được thế mạnh của bản thân và có thể sẽ chuyển nguy thành an, giành được nhiều thành công trên con đường phía trước, đạt được mục tiêu mà mình đã mong đợi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khắc với họ. Cái điều này cho thấy với bạn đang thiếu đi sự quan tâm và hối hàn trong chuyện tình cảm đối với nửa kia, làm cho mối quan hệ của hai người không được tốt đẹp như trước nữa. Thế nhưng người này lại đổ lỗi cho người kia, càng khiến cho mối quan hệ giữa hai bạn thêm phần căng thẳng hơn vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim vận trình gặp nhiều trục trặc khó bề được in ổn tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy bỏ nhiều công sức cố gắng nhưng lại trở thành công cốc tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa cứ nỗ lực rồi sẽ tìm thấy được lối đi cho mình tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ có thể sẽ đạt được mục tiêu nếu như bạn biết phát triển thế mạnh của bản thân tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, mối quan hệ về tình cảm có sự rạn vỡ do thiếu đi sự quan tâm. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 36, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân thìn Từ với tuổi Sửu thứ sáu ngày mùng 9 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bà tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Ngọ Sửu tương hại cái điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới công việc của bạn tuổi Sửu ngày hôm nay Ngày này, bản mệnh dễ vướng phải họa tiểu nhân vạ từ miệng mà ra. Và với bạn tuổi sửu đừng có từ tiện nói ra những lời nhận xét thẳng thắn quá mức, bởi bạn có thể sẽ đắc tội với mọi người lúc nào chẳng hay đó. Bù lại, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi sửu lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh. Và đây là lời đảm bảo cho bạn đang có được nguồn tài chính vững vàng, thu nhập được ổn định nguồn tài lộc của bạn vẫn đang khá khả quan, không có gì cần phải lo lắng. Với bạn tuổi Sửu có thể thoải mái làm những việc mình muốn làm, nhưng cũng đừng vì thế mà quá lười biếng, bởi tiền bạc chẳng thể nào có mãi mãi mà không hết được. Ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh và đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho bạn tuổi Sửu khi bạn đang có được hạnh phúc với chuyện tình cảm của mình. Người ấy hiểu và quan tâm chăm sóc cho bạn mệnh từng ly từng tí, tình yêu thắp sáng trong trái tim và khiến cho bạn tuổi Sửu thêm niềm tin vào tương lai tươi sáng ở phía trước nữa rồi vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim dễ vướng phải họa tiểu nhân vạ từ miệng mà ra tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy tránh đưa ra những lời nhận xét quá mức thẳng thắn gây mất lòng tử vi tuổi kỵ sửu thuộc mệnh hỏa tài chính vững vàng thu nhập được ổn định tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ chớ nên lời biếng bởi tiền bạc không phải là vô hạn tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc tình cảm bền chặt đôi lứa hạnh phúc. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 59, số 87, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. tử vi tuổi dần thứ sáu ngày mùng 9 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần ạ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tốt phù trợ cái điều này cho thấy với bạn đang có được vận quý nhân trợ mệnh giúp cho bạn tuổi dần đón nhận nhiều may mắn hơn bình thường đặc biệt là trong chuyện tình cảm qua đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay đang cực kỳ là hanh thông, rộng mở. Và trong ngày này đối với những bạn đang còn độc thân có được nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với những người khác phái, bản mệnh có được sức hấp dẫn riêng khiến cho đối phương không thể rời mắt. Tình duyên khi đã đến thì có sức mạnh vô cùng to lớn. Còn đối với những bạn đã có đôi có cặp thì trong ngày hôm nay cũng là lúc để cho các bạn hâm nóng tình cảm của mình, cho thêm phần nồng nàn, say đắm hơn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, cái điều này có thể khiến cho bạn tuổi dần khó tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp, việc hợp tác làm ăn chung giữa cả hai bên trở nên khó khăn hơn. Ai cũng có những ý kiến và suy nghĩ riêng của mình hai bạn có thể nhờ tới sự đánh giá của cấp trên để giải quyết sự trái ngược này nữa nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy con đường tình duyên được hanh thông rộng mở tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa đối với những bạn đang quản độc thân có được cơ hội làm quen gặp gỡ với nhiều đối tượng tiềm năng tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ các cặp đôi nên tìm cơ hội để hâm nóng tình cảm tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc khó tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim có thể nhờ tới sự đánh giá khách quan của cấp trên. Và đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 44, số 93, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ sáu ngày mùng 9 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành ngọa mạo tương phá và đây là điểm báo hung vận lấn át cát vận cho nên bạn tuổi mão trong ngày hôm nay công việc của bạn đang có những thay đổi bất ngờ nhưng theo chiều hướng xấu thậm chí bạn nhận ra trục trặc liên tiếp vì đang có tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi mão cần phải cố gắng quản lý về tiền bạc sao cho chặt chẽ. Các khoản chi tiêu bất ngờ có thể đẩy tình trạng về tài chính của bạn rơi vào khó khăn, thậm chí tiền tiết kiệm cũng bị lấy ra tiêu xài một cách phung phí nữa cái điểm sáng duy nhất của bạn tuổi mạo trong ngày thứ sáu này đó chính là chuyện tình cảm. Bạn đang gặp được ngày có mộc sinh cho họ vượng. May mắn là trong những thời điểm khó khăn nhất, bạn vẫn luôn được nửa kia sát cánh bên cạnh bằng những lời quan tâm, khích lệ kịp thời. Vài từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, công việc có thay đổi bất ngờ nhưng theo chiều hướng xấu. Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, liên tiếp gặp trục trặc vì tiểu nhân ngấm ngầm phá hoại từ vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ chú ý quản lý về tài sản cho chặt chẽ tránh mất tiền hao của từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc tài chính khó khăn vì những khoản chi tiêu bất ngờ phát sinh từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim hạnh phúc vì những lúc khó khăn luôn có nửa kia ở bên cạnh và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 78, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh ngọc, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày mùng 9 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang gặp ngày có thiên tài chiếu mệnh, cái điều này mang tới cho bạn đang có được những cơ hội lớn về tiền bạc. Dù là người làm công ăn lương hay là người làm kinh doanh buôn bán cũng đều có được nguồn thu nhập khá tốt. Trong ngày này, đối với những người làm công ăn lương, nhận được thành quả từ công sức bấy lâu mà mình đã bỏ ra, ngày tay trái giúp cho bản mệnh cũng có thêm nguồn thu nhập nữa. Và hôm nay với bà tuổi Thìn là ngày rất phù hợp cho những ai muốn đầu tư hay là hợp tác làm ăn. Nhưng bên cạnh đó, bạn vẫn nên tránh chủ quan, tính toán thật kỹ để cân nhắc cẩn thận để không hao hụt về tài sản. Và ngày này với bà tuổi Thìn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này mang tới nhiều may mắn về con đường tình duyên cho bạn. Các chuyện tình cảm vốn khó nói, nhưng với bạn tuổi thìn, bạn đang có được may mắn, tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Bạn mạnh biết được đó là người ở bên mình cho đến cuối cuộc đời nữa. Ngày thứ sáu này, với bạn tuổi thìn, đang có được báo hiệu, đi xa thì gặp được người, có quý nhân giúp đỡ, có tài, có danh tiếng, có tin vui trong gia đạo. Và bạn cũng đừng quên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính đông và tài thần, hướng chính bắc để tăng thêm vận may cho mình. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có được cơ hội kiếm tiền phát tài, thu nhập khả quan. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc ngày thích hợp để tiến hành đầu tư, hợp tác làm ăn, tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, tính toán thật kỹ, tránh chủ quan, gây hao hụt về tài chính, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, may mắn tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 56, số 59, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi tí. Từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày mùng 9 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang bước sang ngày thứ sáu ốn được vận quý nhân tam hội nâng đỡ nhờ thế mà với bạn tuổi tỵ giành được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình trong công việc thông qua cơ hội lần này bạn sẽ đạt được những bước tín khá lớn trên con đường công danh sự nghiệp của mình và ngày này với những biểu hiện xuất sắc của mình bạn tuổi tỵ được cấp trên yêu ái và có ý định cân nhắc lên vị trí cao hơn, bản mệnh sẽ gặt hái được những thành quả rất đáng tự hào sau những nỗ lực và vất vả của mình đã trải qua. Và ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có thực thần ghé thăm, còn mang tới cho bạn có được những cơ hội làm ăn khá lớn. Bản mệnh nếu như đang thiêu nghiệp kinh doanh, buôn bán, đầu tư thì sẽ có một ngày bận rộn nhưng bù lại tiền bạc thu về không ngớt. Tài lộc tăng tín với tốc độ trắng mặt nữa luôn. Và ngày thứ sáu này với bản tuổi tỵ công việc khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa đều thuận lợi, gặp nhiều may mắn, mọi chuyện êm xuôi. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa có được nhiều cơ hội thể hiện thế mạnh của bản thân. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ đạt được bước tiến mới trên con đường công danh, sự nghiệp. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc có thể được đề bạt cất nhắc lên vị trí xứng đáng với năng lực của mình. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, cơ hội hợp tác làm ăn sáng sủa, tiền bạc bội thu. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, có được cơ hội phát tài, phát lộc. Và đánh giá của bạn tuổi tị trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 21, số 37, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi xíu, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi ngọ thứ sáu ngày mùng 9 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bà tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành ngọ ngọ tự hình cái điều này gây ra không ít những tác động xấu cho bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay bạn mệnh tuổi ngọ trở nên vô cùng hiếu thắng không chịu được những lời nói kích bác của những người khác và dễ đưa ra những quyết định nóng vội thời điểm này với bạn tuổi ngọ bạn không thích nghe những lời phê phán mà chỉ thích nghe những lời khen ngợi xu nịnh từ phía người khác và bạn cũng nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người tuy là thẳng thắn, có phần mất lòng nhưng sẽ giúp cho bạn tiến bộ hơn dần dần. Chúng sẽ có giá trị còn hơn những lời khen ngợi rất nhiều. Và trong ngày thứ sáu này với bạn Tứ ngọ lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn Tứ ngọ đang để chua cảm xúc của bản thân chi phối những hành động cho nên dễ dàng gây mâu thuẫn với người khác, nhất là khi ở trước mặt những người thân yêu, bạn không biết lựa lời nên nói thế nào, cho nên dễ gây tổn thương cho những người gần gũi nhất với mình. Vai từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim dễ đưa ra những quyết định nóng vội vì bạn tính hiếu thắng. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không chịu được những lời phê phán, chỉ thích nghe những lời xu nịnh. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nên lắng nghe những lời nhận xét thẳng thắn, tuy khó nghe nhưng rất có ích cho bạn. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ để cho cảm xúc chi phối hành động, dễ gây mâu thuẫn. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, dễ gây tổn thương cho những người thân yêu. Vài đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 45, số 86, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi thứ 6 ngày mùng 9 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi mùi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành ngọa mùi tương hợp cái điều này làm cho bạn tuổi mùi đang có được vận đào hoa nở rộ tình cảm vợ chồng ngày càng thêm gắn bó thắm thít vợ chồng tâm đầu hy hợp hạnh phúc khiến cho bạn có tinh thần phơi phới có động lực để phấn đấu nhiều hơn trong công việc Ngày hôm nay với bạn tuổi mùi, bạn đang còn được chính tài nâng đỡ, cho nên vận thế về tài lộc lên như diều gặp gió. Nguồn thu nhập được dồi dào, giúp cho bạn giải quyết được nhiều vấn đề, cũng có đủ tài lực để tiến hành các dự án tiếp theo. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi, cũng cho thấy ngày này với bạn, xuất hành đi xa thì có được quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, mọi việc đều tốt, cầu tài có tài, cầu lộc được lộc và bạn cũng đừng quên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc để tăng thêm sự may mắn cho mình ngày này với bạn tuổi mùi đối với những gia đình có thai phụ thì lại không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim vận đào hoa nở rộ tình cảm vợ chồng thám thít tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy tinh thần phơi phới nhờ chuyện tình cảm xuân sẻ tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa có nhiều động lực để phấn đấu trong công việc tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ tài lộc lên như diều gặp gió giải quyết được nhiều vấn đề trước đó tử vi tuổi quý mùi Cuộc mệnh mộc có đủ tài lực để thực hiện các dự án đã ấp ủ. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 29, số 94, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày mùng 9 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bà tuổi thân đang có điểm báo về những nguy cơ thị phi điêu bám làm ảnh hưởng tới vận trình công danh sự nghiệp của bạn với bạn tuổi thân, bạn không hay nói lời mà không suy nghĩ, cũng không thích kết bè kết phái, song số phận đẩy đưa cho nên vẫn gặp họa. Và với bạn tuổi thân trong ngày này, bạn nên giữ vững lập trường trung lập để tránh những cuộc tranh đấu không liên quan tới bản thân mình. Bởi dù đứng về phía bên nào, bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời đơm đặt và trở thành quân cờ cho người khác tranh đấu nữa lại thêm trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân đang gặp ngày có họa khắc với kim cái điều này làm cho bạn tuổi thân sẽ phải đau đầu vì chuyện tình cảm của mình và nếu như bạn đã lập gia đình thì vợ chồng sẽ có sự bất hòa vì quan điểm không đồng nhất với nhau. Nếu như bạn đã có đối tượng thì đôi bên sẽ giận hờn nhau vì những cơn ghen tuông vô cớ. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, công việc gặp trục trặc vì bị thị phi điêu bám, tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, họ. gặp họa vì nói lời không suy nghĩ, tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, nên giữ vững lập trường trung lập trước các cuộc phân chia bè phái, tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc. Đau đầu vì chuyện tình cảm rối ren, tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim, vợ chồng bất hòa, đôi đứa giận hờn nhau. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 35, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 9 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ máu Dậu, cái điều này làm cho bà tuổi Dậu dù làm gì cũng cần phải hết sức thận trọng, tránh sự tranh cãi, đấu khẩu vì nghiêm trọng có thể dẫn tới kiện tụng và tốt nhất là với bà tuổi dậu nên nín nhịn lại để chờ đợi th thời điểm khác sẽ thích hợp hơn cho mình. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có chính quan độ mệnh. Bạn có thể phát triển công việc ở các lĩnh vực mới hoặc là mở rộng quy mô sự nghiệp. Với bạn tuổi Dậu có được năng lực mạnh mẽ và sáng suốt thì bạn hoàn toàn có khả năng đạt được thành tích rất tốt, hứa hẹn nhiều thành công đáng nể khiến cho người khác phải ngưỡng mộ nữa. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cái điều này gây ra những trận cãi cọ, xích mích giữa bạn với nửa kia từ những chuyện hết sức cuộn cuôn nhưng hai bạn lại lấy đó làm cái cớ để trách móc đối phương về những chuyện ấm ức từ trước tới nay và bạn cần phải cố gắng điều chỉnh thái độ của bản thân để không tự tay hủy hoại tình cảm này bạn tuổi dậu nhé về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy làm gì cũng cần phải hết sức thận trọng tránh sự tranh cãi đấu khẩu từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa tốt nhất là nên nhận nhịn để chờ đợi thời điểm khác sẽ thích hợp hơn, từ vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ có cơ hội phát triển công việc ở những lĩnh vực mới hoặc là mở rộng quy mô sự nghiệp, từ vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc đạt được thành tích nổi trội bằng chính năng lực của bản thân mình, từ vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim sẽ ra tranh cãi với nửa kia bởi những lời trách móc về chuyện cũ. Và đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 77, số 89, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tuốt thứ sáu ngày 9 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là bà tuổi Tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa Tuất chia chở, cho nên với bạn đang có được một ngày bình an và hòa thuận. Bạn được vận quý nhân nâng đỡ, cho nên nhân duyên rất vượng, Quân đường tài lộc cũng rất tốt, sự nghiệp ổn định, vững vàng có thể nói đây là một tín hiệu vô cùng khả quan là bàn đạp để cho bạn phát triển rực rỡ hơn nữa trong tương lai. Trong ngày này với bà tuổi tuất, con đường tài lộc của bạn sáng hơn trước rất nhiều, dù có được thiên tài xuất hiện phù trợ, hứa hẹn với bạn sẽ có được rất nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền, bạn nhanh nhẹn và để ý hơn một chút thì sẽ nắm bắt được những cơ hội, những mối làm ăn tiềm năng, hứa hẹn sẽ thu được nguồn lợi cực lớn lại thêm trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tuất đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ phượng cái điều này cho thấy hôm nay quả là một ngày may mắn với bà tuổi tuất khi chẳng những công việc được suôn sẻ tài chính dư dả mà cả chuyện tình cảm của bạn cũng vô cùng là ngọt ngào người đã yêu lâu thì tình cảm trở nên tươi mới hơn người mới yêu thì mỗi ngày mối quan hệ càng thêm phần vững chắc về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa vận trình cả ngày bình an hòa thuận tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ quý nhân nâng đỡ sự nghiệp phát triển ổn định tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc tài vận rộng rĩnh có nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim có nhiều mối làm ăn tiềm năng hứa hẹn thu được nguồn lợi cực lớn tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy tình duyên ngọt ngào tình cảm êm đềm và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 56 số 69 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi Dần tuổi Ngọ tuổi Tuất Từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày mùng 9 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho vận trình công danh sự nghiệp của bạn có được sự tươi sáng. Dù bạn mệnh gặp những khó khăn nhất định trong công việc nhưng điều đó không khiến cho bạn lùi bước mà ngược lại càng làm cho bạn có được sự quyết tâm để chinh phục những đỉnh cao khó khăn ấy trong ngày này với bạn tuổi Hợi bằng sự linh hoạt trong cách xử lý cũng như là năng lực vững vàng giúp cho bạn tuổi Hợi có thể giải quyết được những vấn đề đang quằn tồn động để có được những thành công ngay sau đó với những tham vọng ở trong lòng nuôi dưỡng ý chí của bạn để cho bạn đạt được nhiều thành công hơn nữa bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy khắc với họ, cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm sau một thời gian dài không được vun viến đang có dấu hiệu phai nhạt rõ ràng do sức ép của thời gian. Lời nói yêu thương không còn thay vào đó là những lời trách móc khiến cho ai cũng bị tổn thương, dần dà với những khúc mắc đó ngáng trở trong mối quan hệ của cả hai khiến cho hai bạn đều cảm thấy mệt mỏi nữa rồi. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, khó khăn nhưng không lùi bước, càng thêm quyết tâm để chinh phục từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ giải quyết được những vấn đề đang còn tồn động bằng sự linh hoạt trong cách xử lý từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc tham vọng nuôi dưỡng ý chí để cố gắng đạt được nhiều thành công hơn từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim tình cảm phai nhạt do không chịu được sức ép của thời gian từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy với những lời trách móc trở thành nút thắt trong mối quan hệ về tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 91, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.